Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã có tới 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý bị kỷ luật. Những con số này có thể sẽ chưa dừng lại trong thời gian tới. Thực tế nêu trên là minh chứng cho quan điểm không có vùng cấm trong nỗ lực thanh lọc và thay thế đội ngũ cán bộ suy thoái biến chất, từng bước củng cố và vun đắp lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước, chế độ. Bộ Chính trị cũng có kết luật chủ trương khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh báo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế uy tín giảm sút thì nên tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét miễn nhiệm theo quy định. Sau khi từ chức hoặc bị miễn nhiệm, cán bộ vẫn sẽ được bố trí công tác phù hợp. Vi phạm kỷ luật đảng hay vi phạm pháp luật, dù mức độ nào thì những cán bộ lệch chuẩn cũng đã xâm phạm các giá trị và lợi ích công, trái với sự kỳ vọng mong đợi của nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin và thể chế công. Sự lệch chuẩn đến mức bị kỷ luật sẽ làm giảm tính chính danh của cá nhân ở vị trí lãnh đạo quản lý do đó uy tín cá nhân khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, đặt cá nhân trước nguy cơ thất bại trong vai trò lãnh đạo quản lý. Một hệ thống quản trị quốc gia đề cao ý thức trách nhiệm, danh dự, liêm sỉ và lòng tự trọng của cán bộ thì không chỉ duy trì được lòng tin nơi nhân dân mà còn phải bảo đảm được vị thế vững chắc của Đảng với tư cách hạt nhân lãnh đạo. Vì vậy, khuyến khích tinh thần tự giác xin từ chức và hướng tới xây dựng văn hóa từ chức là chủ trương đúng đắn nhằm từng bước vun đắp văn hóa chính trị công vụ. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 cho thấy đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều mặt cao hơn năm trước, tuy nhiên kê khai tài sản vẫn là vấn đề đáng quan tâm, nhất là gần đây đã có một số địa phương tổ chức bốc thăm để xác minh ngẫu nhiên việc kê khai tài sản của cán bộ công chức. Trên báo Đài Đoàn kết số ra hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng cho rằng kê khai tài sản phải thực chất Thời gian qua các vụ việc tham nhũng được phát hiện chủ yếu do người dân báo chí, còn việc tự phát hiện tham nhũng tại nội bộ các cơ quan đơn vị tổ chức còn yếu. Thực tế tham nhũng xảy ra từ trong chính quyền, nó giống như bệnh xảy ra từ trong cơ thể, cơ thể tự nó không phát hiện ra được mà bác sĩ mới phát hiện ra bệnh. Về mặt lý luận thì nếu thủ trưởng tham nhũng liệu nhân viên có dám nói, vì thế muốn phát hiện ra sai phạm cần có những kênh độc lập và báo chí chính là kênh đó. Ở các nước, các sự vụ tham nhũng hầu như được phát hiện từ bên ngoài chứ không phải trong nội bộ đã có quyền lực sẽ dẫn đến lộng quyền tham nhũng bằng cách này cách kia. Cái chính là phải kiểm soát quyền lực. Người dân doanh nghiệp vẫn cảm thấy chưa hài lòng với bộ máy công chức. Nhưng vụ Việt Á là vụ án biểu hiện tham nhũng của hệ thống. Tuy nhiên cần tìm ra nguyên nhân tại sao họ có thể làm được như vậy. Tham những có nguyên nhân của nó. Hiện chúng ta đang chống tham nhũng như mạnh như thế, kiên quyết như thế, vậy mà vấn đề xảy ra vụ Việt Á diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Bởi vậy phải làm rõ tại sao xảy ra vụ Việt Á, kẽ hở từ đâu, biết nguyên nhân thì mới chống được phải đồng bộ các yếu tố trong hệ thống như chính sách, pháp luật và cán bộ, thể chế chính sách gắn với pháp luật. Ví như đất đai có nơi chỉ vài triệu một mét vuông nhưng thay đổi chính sách thì có thể lên tới vài trăm triệu một mét vuông. Chính sách thế nào thì pháp luật như thế, từ đó gắn với bộ máy con người thường thi. Trong 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, ngành nông nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt Nam và các thị trường có giá trị cao nhận định hoạt động xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường chưa đáp ứng yêu cầu khi phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh tình hình thế giới có những biến động về thiên tai dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu cần sớm khắc phục những hạn chế yếu kém như tình trạng một số mặt hàng xuất khẩu bị trả về, tác động không nhỏ đến uy tín nông sản Việt Nam hay quy mô sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều, qua đó thúc đẩy xuất khẩu nông sản theo hướng bền vững. Để đạt mục tiêu xuất khẩu nông sản hơn 50 tỷ đô trong năm 2022, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến thị trường, trong đó chú trọng phù hợp với các địa phương doanh nghiệp nắm bắt thực tế cung cầu sản phẩm nông nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, hướng dẫn doanh nghiệp người dân đã bứng các quy định về tem nhãn truy xuất nguồn gốc cũng như việc đăng ký mã cơ sở đóng gói, mã số doanh nghiệp. Để ứng phó với biến động giá xăng dầu, theo các chuyên gia việc linh hoạt giảm tiếp các loại thuế như thuế môi trường, tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu với xăng dầu cùng với việc có kịch bản ứng phó với biến động của giá dầu sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, đảm bảo nguồn cung trong nước khi giá dầu dự báo sẽ còn biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên vụ trưởng vụ thuế các doanh nghiệp lớn Bộ Tài chính cho rằng cần phải tính rất kỹ việc giảm thuế. Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng nghiên cứu cho thấy không nên giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và thuế giá trị gia tăng vì đây là thuế đánh vào tiêu dùng. Hà thuế này là cấm kỵ với tất cả quốc gia. Chưa kể thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng là hai loại thuế thẩm quyền quyết định điều chỉnh thuộc Quốc hội và phải chờ trong năm 2023 khi thực hiện sửa luật trình Quốc hội. Trước kia chỉ cần giá dầu tăng 1 đô là chúng ta có 1.000 tỷ thu ngân sách. Nhưng bây giờ giá dầu tăng 1 đô chúng ta chỉ thu được đâu đó trên 400 tỷ đồng. Vì vậy, không có chuyện giá dầu tăng thì ta được hưởng lợi từ dầu thô. Phương án căn cơ để ứng phó với biến động giá dầu là tăng dự trữ quốc gia và bảo đảm sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu trong nước. Ở giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ đặt ra với các cơ quan quản lý chính là phải chủ động và linh hoạt hơn trong vấn đề giảm thuế hay các khoản thu của ngân sách nhà nước đối với xăng dầu. Lúc chúng ta cần giảm thuế nhất chính là lúc xăng dầu tăng vọt nhưng không làm được. Nay giá đã giảm xuống nhiều nên không cần phải áp dụng những biện pháp giảm thuế nữa. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may trong 7 tháng qua đạt hơn 26,5 tỷ đô, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng theo dự báo các doanh nghiệp trong ngành có nguy cơ đối diện với nhiều khó khăn trong thời gian tới khi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, chi phí nguyên phụ liệu tăng cao gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành mục tiêu đạt 43,5 tỷ đô đề ra, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung đẩy mạnh sản xuất, tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, Trương Văn Cẩm cho rằng dệt may là ngành xuất nhập khẩu rất lớn và chịu tác động trực tiếp bởi những biến động khó đoán định trên thế giới. Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch gây ảnh hưởng chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn và tỷ lệ lạm phát tăng cao tại các thị trường tiêu thụ xuyên máy lớn như Mỹ, EU khiến sức mua giảm làm ảnh hưởng đến đơn hàng và đơn giá của các doanh nghiệp, thậm chí nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp phải chịu chi phí tăng tới 20 đến 25% do giá nhân nguyên phụ liệu tăng cao, chi phí vận tải cao gấp 3 lần so với bình quân 5 năm trở lại đây. Ngoài ra, đồng nội tệ của nhiều quốc gia trong khu vực mất giá khá lớn so với đồng đô la Mỹ trong khi đồng Việt Nam chỉ mất giá 1,8% gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tình trạng thiếu hụt lao động khó khăn về vốn sau thời gian dài chống dịch và duy trì sản xuất cũng khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó chống khó. Nhiều công trình xây dựng vi phạm pháp luật, trình hình cả trên hành lang thoát lũ gây nguy hiểm cho cộng đồng, sao vẫn ngang nhiên tồn tại. Xe quá trọng tải vẫn vô tư chạy vào đường có biển cấm, thậm chí còn phóng nhanh lạng lách trở thành mỗi hiểm họa cho mỗi người đi đường nhiều quán bar karaoke chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy không bảo đảm các yếu tố an toàn, nhất là khi xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra xử phạt, vậy tại sao không phát hiện ra yếu tố nguy hiểm, tại sao vẫn để tiếp tục hoạt động? Những câu hỏi đó, những thắc mắc đó bất cứ ai cũng có quyền đặt ra. Lâu nay trong quản lý các công trình xây dựng còn tồn tại một thuật ngữ phạt cho tồn tại. Ấy là nhắc đến các công trình xây dựng không phép, sai phép, nhưng chỉ cần đóng một khoản tiền phạt là công trình ấy được tồn tại thậm chí từng có địa phương coi đây là một giải pháp hay để tăng thu ngân sách. Điều này có thể sẽ phải quyết định một số vướng mắc cụ thể trước mắt nhưng vì lâu dài sẽ khuyến khích sự nhượng luật, như thế không khác nào chính quyền cho phép dùng tiền để hợp thức những vi phạm pháp luật. Từ đó có những người sẵn sàng làm liều, đưa mọi thứ vào sự đã rồi, điều rồi sau đó phải đóng một khoản xử phạt hành chính là lại ổn thỏa. Do đó, muốn pháp luật được thực thi nghiêm minh, trước hết những người xây dựng và thực thi pháp luật đều phải có ý thức hết sức nghiêm túc về việc này. Khi xây dựng luật thì cần phải tính toán được khả năng chấp hành của các đối tượng tranh việc xây dựng những quy định khó như đánh đố, bởi như vậy chỉ tạo cơ hội cho cán bộ nhung nhiễu tiêu cực. Khi thực thi pháp luật thì cần cương quyết với hành vi cố tình vi phạm. Tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ nhiều tòa nhà cao tầng vì vi phạm quy định về xây dựng nên đã bị nhà chức trách dùng mìn phá bỏ. Các cơ quan quản lý của chúng ta có dám cương quyết như vậy không? Sau thảm họa cháy cơ sở karaoke An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, làm 32 người chết, thực hiện lệnh của Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra an toàn các cơ sở có nguy cơ cháy cao như karaoke, quán bar vũ trường. Nhiều địa phương đã nhanh chóng vào cuộc qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm. Sai phạm đều chỉ ra có muôn hình vạn trạng khiến ai tiếp cận cũng cảm thấy dùng mình và hoang mang. Dùng mình là bởi rất nhiều sai phạm từ huyệt mà nếu chẳng may hỏa hoạn xảy ra thì khó tránh khỏi lại là những thảm họa. Đó là cơ sở karaoke không đủ hoặc không có lối thoát hiểm, không có hệ thống báo cháy tự động hoặc có nhưng không hoạt động, chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng chơi chơi cháy chữa cháy, chưa trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, chưa cung cấp hồ sơ chấp thuận về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống báo cháy tự động, chưa trang bị hệ thống cung cấp nước chữa cháy nhưng vẫn hoạt động kinh doanh. Hoang mang bởi karaoke, ba vũ trường là loại hình kinh doanh có điều kiện phải trải qua nhiều bước kiểm tra thẩm định, đặc biệt về an toàn phòng chống cháy nổ mới được cấp phép hoạt động. Hoạt động rồi vẫn thường xuyên đón đoàn kiểm tra hết định kỳ đến đột xuất. Quy trình kiểm tra theo một sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy là kiểm tra từ hồ sơ giấy phép hoạt động kinh doanh đến thực tế các phương án thiết bị vật liệu sử dụng đảm bảo an toàn cháy nổ nghĩa là tất tần tật mọi vấn đề đều không thể qua mắt cơ quan chức năng. Nhưng con mắt của các lực lượng đã kiểm tra trước đây thế nào mà có địa phương đến 40%, thậm chí 80% cơ sở bị lập biên bản vi phạm khi tổng kiểm tra mới đây. Truy trách nhiệm không phải chỉ để thấy ai đó bị kỷ luật và để người dân thấy tiền thuế của họ đóng đang được trả lương cho bộ máy quản lý một cách hiệu quả, qua đó củng cố vững chắc niềm tin vào một chính quyền liêm chính. Và quan trọng hơn là để không còn những thảm họa bởi xảy ra rồi thì tính mạng con người đã không thể lấy lại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.